Bạn thân mến, hôm nay Kim mời các bạn cùng lắng nghe một bài viết trên trang eva.vn với tựa đề Lấy phải chồng vô tâm, phụ nữ cần vô tâm gấp bội. Có chồng hờ hững cũng như không, hôn nhân là khi hai người cùng xác định nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui cũng như cuộc đời. Thế nhưng khi bước qua cánh cửa ấy rồi, có những người phụ nữ mới xót xa nhận ra rằng sự thật không phải vậy. Đôi vai mỏng manh này phải gồng mình lên thật mạnh mẽ để có thể cáng đáng hết mọi công việc nhà. Phụ nữ đơn giản lắm, thứ họ cần ở người đàn ông của mình có gì nhiều đâu ngoài sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Họ lấy chồng, đầu mong mỏi điều gì to tát cho cam. Vậy mà lại có những người đàn ông vô tâm khiến phụ nữ cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Đàn ông có tiền hay không, có học thức hay không đều có thể vô tâm cả. Có những người sự nghiệp thành công đấy, tiền bạc địa vị có đấy, nhưng chính người vợ đầu gối tay ấp với họ lại phải rơi nước mắt hàng đêm. Có mỗi việc ở nhà làm 3 thứ việc vớ vẩn mà cũng không xong. Cơm tối đây ư, sao chỉ có mấy món này? Sao, hôm nay là ngày gì? Xem cho lắm mấy cái phim ngôn tình vớ vẩn rồi lại về đòi hỏi này kia. Họ, rất nhiều người cho rằng chỉ cần hàng tháng đem tiền về cho vợ, ấy là đã quá tốt đẹp, quá đủ trách nhiệm của một người chồng, người cha. Còn lại tất cả công việc họ mặc nhiên cho rằng của vợ và không cần quan tâm. Lấy phải chồng vô tâm, đàn bà luôn phải một mình làm mọi việc. Xã hội phát triển, họ cũng có công việc, sự nghiệp nhất định, song vẫn phải đảm đương đủ thứ việc nhà. Ngày ngày đi chợ, đón con, giặt giũ, nay nhà cô chồng có việc, mai lại dỗ họ ở quê. Biết bao thứ việc không tên đè nặng lên đôi vai gầy. Lấy phải chồng vô tâm, đàn bà luôn phải một mình nghĩ mọi thứ. Người chồng vô tâm của họ nghĩ rằng vợ mình thì có bận bịu việc gì đâu, mà dẫu có thì cũng chẳng phải việc của mình. Cứ như vậy, mọi thứ đều là đàn bà tự suy xét, tự lo, tự quyết, rồi tự chịu trách nhiệm. Vậy đấy, quyết định sống chung với một người đến cuối đời, hy sinh tất cả cho gia đình, song thứ họ nhận lại chỉ là thiệt thòi, cô đơn buồn tủi mà chẳng biết sẻ chia cùng ai. Lấy độc trị độc. Đừng bao giờ khóc lóc, than vãn với một người đàn ông vô tâm và nghĩ rằng điều đó sẽ khiến họ thay đổi. Với đàn ông vô tâm, điều này hoàn toàn vô tác dụng, thậm chí còn khiến anh ta thấy vợ mình thật phiền phức và chỉ muốn rời khỏi nhà để tránh sự phiền toái đó. Có bao giờ bạn nghĩ sự vô tâm của đàn ông xuất phát một phần chính từ sự cam chịu, nhẫn nại của phụ nữ? Đã bao giờ chóng đi nhậu khuya không thấy về, nhưng bạn vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ để thức chờ chồng? Đã bao giờ bạn ngồi bên mâm cơm canh nguội ngắt, chỉ chờ chồng về để cùng nhau ăn bữa cơm? Đã bao giờ bạn cố tỏ ra bình thường, dù chồng có đối xử lạnh lùng hơn người dưng, chỉ để không lộ ra tổn thương sâu bên trong? Đàn ông vô tâm bởi họ cho rằng vợ mình sẽ vẫn luôn ở đó, lo lắng cho gia đình dù mình có làm bất cứ điều gì. Đàn ông vô tâm bởi họ nghĩ rằng mình sẽ không thể mất vợ, cô ấy sẽ chẳng bao giờ rời đi. Chính vì vậy, điều phụ nữ cần làm khi chồng vô tâm ấy chính là vô tâm hơn gấp bội. Lấy phải chồng vô tâm, phụ nữ hay sống một cách độc lập, đừng trông chờ vào sự sẻ chia của chồng rồi lại buồn bã, thất vọng khi không có được nó. Hay sống kiêu hãnh như một bông hồng, tuyệt đẹp và gai góc. Dù lấy chồng giàu hay nghèo, phụ nữ cũng cần có sự nghiệp nhất định và kiếm ra tiền. Sống dựa dẫm, trông chờ vào đồng tiền của chồng chính là một trong những nguyên nhân khiến chồng coi thường, không quan tâm đến vợ. Sự độc lập, mạnh mẽ sẽ giúp bạn đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời, ngay cả khi không có chồng bên cạnh. Lấy phải chồng vô tâm, hãy biết tự tạo niềm vui cho mình. Hãy cứ toàn tâm toàn ý với gia đình, chăm sóc tổ ấm của mình. Song, đừng để cuộc đời gói gọn trong 2 chữ chồng con. Thế giới ngoài kia còn biết bao điều tốt đẹp đang chờ đợi ta khám phá tận hưởng. Đừng bao giờ ngừng yêu thương bản thân. chồng không về ăn cơm, hãy ăn cơm trước, hoặc có điều kiện thì dẫn các con ra ngoài ăn để đổi gió một hôm. Chồng không giữ đúng hẹn, đừng buồn, thay vào đó rủ một vài người bạn đi chơi, mua sắm. Chồng như nào cũng chớ bỏ bê bản thân mà hãy tìm cho mình một bộ môn thể thao yêu thích hay một thú vui tao nhã nào đó như làm bánh, học đàn, vẽ tranh. Điều này không chỉ khiến bản thân phụ nữ trở nên hứng thú với cuộc sống hơn mà còn khiến họ trở nên thú vị hơn nhiều trong mắt cánh mày râu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.